mắm hả mà? Cái này mắm với bằng. Cái dạ. Này phải cưa vắng vắng mới dễ trẻ, còn về khó trẻ. Về trẻ gì nổi không? Cưa hơn 3 tấc, hơn 3 tấc, còn dạ. Này quá dài. Ôi, nước ngập rồi mà. Nước lớn. Nước lớn nè. Vậy cây cầu khỉ bên kia chắc bị ngập rồi đó. Ồ, chỗ này nếu mà đặt lú đặt rồi rồi ngon lắm nè mẹ. Nước chảy quá chừng luôn. Nước cao lá đá luôn. Là nước lớn nhất hả mẹ? Dạ. Rồi 25 là nước kép, là 30 là nước rong. Dạ. Hôm nay mùng 2, mùng 1, mùng 2 dụng gì đó thì nó còn màu lớn. À, bữa nay thì em với mẹ ghé thăm nhà bà Út để gửi ít quà của bà con ở xa gửi cho bà Út ha. À, đợt trước thì trúng ngày đợt dịch nên là cả tháng rồi mình mới chưa ra khỏi nhà. Sơn ơi, dạ. Mình mất mình đi đồng trúng mình hái về mất mình chua ăn quá chừng luôn mà Sơn. Dạ. Khó không ạ? Không biết nó có chín không? Ủa, bằng quá trời luôn nè. Nấu nấu canh chua hả mẹ? Nấu canh chua. Ờ, còn kho cá được không ta? Bữa nhớ ai kho cá nè. Ơi, nó còn nhỏ. Dạ. Nhưng mà mình hái tới. Hái tới. Dạ. Ôi, cả nhà mình có ai biết trái bằng không ha? Ừ. Nếu mà như ở miền Tây thì quá rành nó rồi. Trái bằng này thì ăn mắm biển được nè. Nó chua chát. Hả mẹ? Nó chát. Dạ. Bây giờ nó chát. Nó còn nhỏ nó chát. Dạ. Nó mình ăn bên ngoài, bên trong cái hộp nó. Bây giờ nó đang chát. Ở bên kia trái quá tuyệt to không mẹ? Kia kìa. Thôi mà xa quá không tới. Ý mà nó đây gần nè mà dạ. Nếu bằng chính là mấy nhánh này mình hái tới nè. Quá chừng ngon. Ở trời trái luôn nè. Ngon quá. Đẹp quá. Không biết tới lượt mình không. Đẹp quá. À, trái quá trời luôn ha. À, vậy cả nhà mình chờ nha. Có dịp mình sẽ làm vài món về bằng. Con coi những cái bờ này. Bằng quá chừng. Bờ mình đi dạ. Ra đây là mình hái vậy. Vậy là ai mới đắp bờ này nè. Ừ. Mình mới đi dọc theo mấy cây bằng này được. Ừ. Quá trời trái ngon luôn. Bằng tay nè, lưỡi len đắp lên. Dạ. À, đi ghé thăm bà Út mà thấy mấy trái bằng ngon quá. Vài bữa mình quay trở lại. À, nhà bà Út thì có bà Út lớn tuổi á, rồi sống chung với một người con bị tai biến ha. Thì ông cứ khóc suốt ngày à. Thần kinh luôn à. Thần kinh. À, gia đình khó khăn nên là mấy đợt trước bà con có xem á thì có gửi giúp đỡ cho bà Út. Giờ mình quay trở lại. Dạ, dạ được mà Út. Rồi, đất ơi, giờ nắng quá à, sao không đi vô. Nắng quá nè. Mà. Nắng quá à. Đi vô nồng nóng. Dạ. Nếu vậy thì phải che. Bà Út khỏe hả? Mệt hoài à. Dạ. Dạ. Không được khỏe hả mà. Hôm nay mùa dịch chắc dạ. Bà con không có tới thăm bà Út phải không? Không có chứ. Dạ, tụi con cũng không có đi nữa. Dạ. Được rồi mà Út. Dạ thôi con ghé thăm bà Út xíu. Tại vì bữa nay con nghỉ nên con tranh thủ thăm bà con gửi một chút. Dạ có bà con ở xa gửi cho bà Út 1 triệu phụ bà Út tôm cá. Dạ. Dạ con nhờ mẹ gửi giùm. À, ông chú ngồi nằm khóc suốt ngày vậy đó. Dạ. Dạ gửi giùm con mẹ. Cô quậy hơn à. Dạ. 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 Có cô Huệ, cô Huệ ở xa gửi cho mà Út 1 triệu để cá tôm nha mà Út. Dạ, cô ít nhiều nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Huệ dạ, cháu. Dạ, mà Út. Dạ. À, mà Út nghỉ ngơi nha, nước con thấy lớn quá, con tranh thủ đi. Nước ngập. Nước ngập. Dạ. Dạ, nước đang lớn nha. Nó đang lớn nha. Dạ. Này ngập tụi này nó ngập này. Ngoài bằng đi á, nó lé đé. Dạ. Dạ, thưa bà Út con về. Dạ, chú cũng khỏe ha. Dạ, thế mệt, con về. Dạ. Khỏe nha. Mà ở đây nước ngập cái giống như rừng ha mẹ. Ở đây... Sợ lắm. Giống rừng. Nước ngập cái là không biết đường đi luôn. Nó tràn bờ. Dạ. À, hôm nay mình ghé thăm bà Út. Thì trong các video trước thì bà con mình cũng biết rành bà Út rồi ha. À, bà Út sống chung với người con Út. À, chú thì ngày xưa đạp xe ba gác á, để nuôi bà Út. Nhưng mà bị tai biến rồi giờ nằm khóc vậy đó nên là bị thần kinh đó, khóc suốt ngày, khóc dối không biết gì hết á, mắt không nhìn thấy. Còn mà Út thì lớn tuổi rồi thì bị bệnh tim rồi huyết áp tim mạch rất là nhiều nên là được nhiều bà con cũng quan tâm nhờ Nam Việt thỉnh thoảng ghé thăm. À, bây giờ mình ghé thăm ông hai ở xóm Biền nha. À, tiếp tục đi để trời tối.
ở chỗ hộ nghèo cho ổng biểu hỏi dùm coi vụ mà cây nước nó có giảm cho ổng thôi. Dạ. Ổng dư nước. Dạ. Dạ hả? Nên giờ ổng có xài nước ở đâu? Ủa sao hộ nghèo mà không được giảm nữa ha? Nhà nhà ông hai ha. Ông hai khỏe không? Chưa có giảm. Chưa có giảm. Không có khó. Ủa sao nay thay đổi lại hả cậu? Sắp xếp giường đâu lại vậy hả cậu? Xếp sắp xếp cho xếp rồi nằm yên. Trời ơi ngày ngắn. Không để vậy thì nay xây lại vậy hả? Dạ. Dạ. Ông hai khỏe hả? Dạ. Ông ngồi đi. À, hôm nay dịch bệnh rồi ông hai đâu có được đi đâu phải không? Ở nhà không phải không? Không dịch cũng ở nhà mà có dịch cũng ở nhà phải không? Ở nhà nó tốt mà, có dịch nhỏ nhỉ. Ở nhà tốt. Ở nhà cho tốt. Ủa vậy ông hai không vô nước thì xài nước ké hàng xóm hả cậu em? Nước bên bà Sáu nè, cho dạ. Xài. Dạ. Rồi còn mày có đi ra cho mày kia chưa? Thì ra rồi, hỏi rồi mới đem về, mới về đã đem trả ông đó. Bây giờ mình cứ đưa đi, cứ nói nó luôn đi. Sáng nay nếu về để tôi đi là như là chấp tôi về, nước mà để tôi về tôi nói với ổng hả, nếu ổng chịu á thì sáng tôi ra tôi làm hợp đồng rồi đem hồ vô gắn là ổng ổng chịu thôi. Vậy là cậu 2 triệu, ông nói vậy làm y vậy đi. Rồi tiền đâu ông hai vô nước vậy? Có tiền không? Cũng như tôi còn để dành cho 2 triệu mấy vô cho này nè. À, hôm nay là để dành 2 triệu mấy để cho cậu e. Sao hôm nay ăn sớm cho xài được không mà nay muốn vô riêng? Không có, mình phải vô của mình tự động mình xài nhiều đóng tiền bao nhiêu. Dạ. Cái sinh hoài hả? Dạ. Cái mình kia mình sinh hoài lẽ không có. Dạ. Hoài đó cho hoài cũng kẹt. Dạ. Dạ hả? À, còn giờ mình vô là mình xài cho thoải mái. Mình không ngại chứ người ta không ngại. Bụng đâu, người ta chấp nhận cho. Dạ, ta cho rồi, lâu rồi mà. Được. Bao nhiêu tiền vậy cậu em? Hả? Bao nhiêu tiền vậy? 2 triệu 250. 2 triệu 250 phải không? Nhưng mà ra hỏi thì nó ngoài kia nó không biết. Nó cũng tròn còn thẩm quyền. À. Dạ nhưng mà ông hai nói nếu mà không không biết được thì thôi. Cũng vô luôn. Vô luôn. Hả cậu? À, vậy hả? Có cô Huệ ở xa gửi cho ông hai 1 triệu. Nhưng mà đợt này ông hai vô nước thì thôi để con giúp cho ông hai luôn. Để lâu lâu mình sắp không có đợt giúp đi cho ông hai đỡ đỡ cực. Dạ. Đâu hên á. Dạ. Gặp dịp cậu đây đi lại. Dạ sẵn có dịp giúp ông hai luôn ha. Là 2 triệu 250. Rồi con sẽ đóng tiền vô nước cho ông hai luôn. Vậy là đỡ ngại hàng xóm rồi phải không? Cậu nghe kịp không? Có cơ huệ cho cậu 1 triệu. Mà bây giờ cậu đang vô nước. Dạ. Làm sơn nó vậy thôi nó phụ vô thêm. Là nó cho ông 1 triệu 250 nữa. Ăn cho đủ cái nước. Cậu khỏi xài 1 triệu kia. Dạ tiền tích lũy thì để dành đó để phòng thân. Dạ. Nhà cậu e giữ đó để phòng thân. Gì đó không cậu? Dạ. Bà ổng đưa tôi rồi đưa nè. Rồi hả? À, dạ. Mà tôi thấy có mình ổng của mình ổng kỳ quá. Của ổng nè ổng đưa nè. Dạ ơi sẵn có dịp giúp ông hai luôn. Mình ổng nữa nè. Vậy thôi cậu cắt cái dạ, đó cậu đi, cậu giữ giùm ông hai đi, khi nào ông hai cần ông hai lấy lại. Rồi. Dạ chứ lớn tuổi giữ tiền không vậy không cậu tốt. Cắt cái đi. Dạ thôi mà. Rồi 2.3 luôn nè, không có rồi. Tiền lẻ. Dạ. Rồi. Đây nè cậu. Dạ vậy cậu e giúp giùm ông hai nha. Cậu hai đưa cho ông hai đưa cho cậu e luôn. Dạ. Cậu e giữ cho. Vậy con xin. Rồi. Dạ. Dạ sao cũng được. Dạ sao cũng được, tại sao ông hai giữ tiền nhiều nguy hiểm. Tính dạ. Là tiền này đưa cậu, còn tiền kia cậu giữ giùm. Vậy ông cũng cảm ơn cái người nào ở ngoài. Dạ, dạ, có bà con ở xa đó. Dạ. Dạ, thôi vậy mình về luôn hả mẹ? Tại ông hai giờ con với mẹ còn đi công việc nữa. Với lại dịch bệnh nè, cũng hạn chế tiếp xúc nhiều người, dạ. Hạn chế vô, tiếp xúc người lớn vô, tuổi nữa. Đi ra được rồi. Không có nên ở lâu. Không nên ở lâu. Dạ, thưa cậu con về. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Về sẵn có dẹp. Cảm ơn chị. Không. Cậu đi làm giùm. Mình không có tiền cậu.
thành ra mình giúp được cái gì mình giúp, vậy là mình mừng rồi. Hoàng Sơn cảm ơn bà con đã đồng hành cùng Nam Việt trong chương trình đại nguyện ha. Nay mình sẵn có dịp thì giúp ông hai vô nước luôn. Nực quá, đổ mồ hôi, chảy vô mắt. Giờ mình về thôi, nhưng mà ghé xin mấy trái dừa của cô bán cá nữa. Cô bán cá hồi sáng nói có dừa lá nhiều, nói mẹ gì em có đi ngang chạy xin. Có mẹ ghé lấy dừa lá rồi về. Tối rồi. Rồi, mình đi ha. Cái đám lá mà nó đẹp quá chừng mà đều sợ ha. Điều trang à? Của cây hả? Dạ. Ủa, sao nó ở đâu mà nó dọc ra đó hả? Nó đào kinh. Đây mát quá chừng. Lá tử lên hả? Không có đào, đào kinh. Dạ. Nhà nước đào kinh rồi lá tử lên hả? Đào. Dạ hả, được chạm phải không? Dạ. Ôi, cây dừa đã hoa lùng xỉnh mà trái quá trời luôn nè. Coi đẹp. À, chú Năm dạ. Hỏi đâu qua đây nó đi xin dừa uống nước. Chưa nếu uống được là chú Năm cái này nè. Bữa nay thì em với mẹ đi thăm bà con khó khăn ở Cù Lao Long Hữu sau đợt dịch. Rồi có một chị bán tôm á, bán cá hôm bữa có hứa là cho dừa nước, nhưng mà chị nó già già quá rồi. Hẹn bà con mình đi dịp khác nha, chặt dừa. Cảm ơn bà Sơn, cảm ơn bà con rất là nhiều đã đồng hành cùng Năm Việt trong chương trình Thiện Nguyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.